đại diện học sinh lớp 60 gửi lời chào trân trọng nhất tới quý thầy cô của trường trung học cơ sở Tôn Thất Tùng. Kính thưa quý thầy cô kính mến, mỗi năm cứ đến tháng 11, chúng em lại nao nức chờ đến ngày 20, ngày mà các học sinh chúng em được bày tỏ nỗi lòng mình với thầy cô giáo, người đã truyền cho chúng em những kiến thức để lớn khôn từng ngày. Từ những kiến thức bổ ích và đáng quý ấy cũng chính là hành trang để chúng em bước vào đời. Sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta. Từ những nét chữ đầu tiên đến những bài giảng của thầy cô đã cho chúng em tri thức vào đời. Bằng tấm lòng yêu người yêu nghề, thầy cô luôn là người dìu dắt các thế hệ học trò trên con đường đi tới ước mơ. Lớp chúng em làm video này muốn gửi tới thầy cô của trường trung học cơ sở Tôn Thất Tùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Đầu tiên, kính mời thầy cô ngắm nhìn những hình ảnh, tấm thiệp mà thành viên lớp 60 tự tay thiết kế. Vẫn nhớ mãi những tháng năm ngồi bên sân trường, do điều hiu là phượng rơi sao thiết tha. Khẽ nhắm mắt viết lướt tên của thầy lên tim, để ghi nhớ công ơn lớn lao. Sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thân thương, cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây. Rồi thời gian sẽ trôi, nhưng không bao giờ tan đi kỷ niệm dấu yêu. Nơi trường xưa, bóng hình thấy không phai. Tiếng của thầy ấm áp, truyền vào trang vỡ với bao khát vọng. Như gió ươm mầm sống hôm nay, vì một tương lai. Tạm biệt nơi quán xa tôi vẫn hay ngồi.
lặng nhìn nghe từng cơn gió bồi hồi. Đã xa rồi từng ngày tôi lớn, đã xa rồi bao tiếng cười đùa, đã xa rồi hàng cây phượng hồng đâu đây là thẹn cối xanh trong trái tim. Đã xa rồi từng ngày mong nhớ, đã xa rồi từng phút từng giờ, đã xa rồi từng cơn gió mang nụ cười trầm nhưng em bờ môi ai khẽ run nhẹ nhàng. Mỗi con đường là bông hoa ngâm em, nhưng thôi muôn hình tượng nhằm lẽ sát tan thấu ta. Ngàn hoa nước mắt nằm trong nhìn trên mái mông đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dù thời gian có xa hay là đang cho những ký ức, bạn tôi vẫn thế không hề đổi thay trái tim. Bây giờ xin chào một lần, gặp lại mai sau. Luôn nhớ nhau lòng một đường không muốn rời, vô vai xin bình an dù phía trước cho dù nhiều trong gai, kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Trong đường xa xôi đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời, cảm ơn bạn người luôn xa bên hoàn toàn nhìn lối thêm đây lắm chuyện từ phố cuối cùng đến khăn kiêng mà như ngày hôm qua. Lời chúc tốt đẹp mà chúng em dành tặng cho thầy cô cũng đã khép lại video này. Chúng em xin hứa sẽ vâng lời thầy cô, cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện và chăm ngoan. Nhưng tặng thầy cô những bông hoa điểm 10 đẹp nhất để thể hiện lòng biết ơn với sự dạy dỗ của thầy cô đối với chúng em. Chúng em cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em trong suốt thời gian vừa qua.
mùa đã ùa về từ bao giờ, mang theo làn mưa băng giá ảm đạm, mang theo hơi thở lạnh lẽo cùng buồn đau. Tất cả như báo hiệu tháng 11 đã sang, đông đã về. Tháng 11, tháng mang tiết trời lạnh giá, âm u. Tháng của sự tàn phai sắc nhợt nhạt, nhưng nó cũng ủ ấp cho mình ngọn lửa yêu thương, ấm áp. Cũng là dịp để chúng con được ngồi đây bên nhau, bên thầy cô, để nói lên những dòng suy nghĩ của bản thân về thầy cô, bè bạn và chính mình. Chạm thu lòng gợn heo may, nghe thời gian động hai tay lá vàng, xe xe gió gọi mùa sang, trường ơi nỗi nhớ lỡ làng khúc xưa.
Lời đầu tiên chúng em xin kính chào quý thầy cô. Em xin được giới thiệu, em là Trần Nguyễn Thanh Trúc, còn đây là bạn Trần Mai Hương Thủy. Chúng em là thành viên của lớp 62. Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng em xin có đôi lời chia sẻ. Dù chỉ hơn 8 tuần ngắn ngủi được học với thầy cô, chúng em biết rằng thầy cô luôn yêu thương và dạy dỗ, chỉ bảo chúng em tận tình, luôn mong muốn chúng em trở thành người tốt và có ích. Chúng em cũng rất yêu thương và kính trọng các thầy cô ở mái trường Tôn Thất Tùng. Nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, dành tình cảm tôn kính nhất, chúng em thay mặt tập thể lớp 62 xin gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và gặt hái nhiều thành công trong công việc chồng người của mình. Chúng em luôn trân trọng công ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em, cho chúng em những kiến thức hay và bổ ích trong suốt thời gian qua và cả tương lai sắp tới. Thay lời muốn nói, chúng em mời thầy cô cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tên Thương Lắm Thầy Cô Ơi do bạn Thùy Vân trình bày. Hôm nay em đi đến trường, từng ánh mắt vui bên thầy cô, cho em hò ngàn câu hát, lời yêu thương vô bên bờ. Xinh tươi như hoa điểm mười, đẹp biên mây tương lai ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo, vì đang em năm tháng vun trồng. Từng chiếc dấu anh như những bông hoa, đẹp tươi trong nắng theo gió đưa hương trên con đường thầy cô vắng đi. Ngàn sao lấp lánh soi sáng đêm thâu, bài ca em hát ghi nhớ con mong cô thầy dạy dỗ em nên người. Hôm nay em đi đến trường, từng ánh mắt vui bên thầy cô, cho em thơ ngàn câu hát, lời yêu thương vô bên bờ. Xinh tươi như hoa điểm mười, đẹp biết mấy tương lai ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo, vì đang em nắm hát buồn tròn. Từng chiếc dấu em như những bông hoa, đẹp từ trong nắng theo gió đưa trên con đường thầy cô vắng đi. Ngàn sao lấp lánh soi sáng đêm thâu, bài ca em hát ghi nhớ con mong cô thầy dạy dỗ em nên người. Hôm nay em đi đến trường, từng ăn mong vui bên thầy cô, cho em thơ ngàn câu hát, lời yêu thương vô bên bờ. Xinh tươi như hoa điểm mười, đẹp biết mấy tương lai ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo, vì đang em năm tháng buồn tròn. Từng chiếc dấu anh như những bông hoa, đẹp từ trong nắng theo gió đưa hương trên con đường thầy cô vắng đi. Người ta lấp lánh soi sáng đêm thâu, bài ca em hát ghi nhớ con mong cô thầy dạy dỗ em nên người. Xinh tươi như hoa điểm mười, đẹp biết mấy tương lai ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo, vì đang em năm tháng vun trồng. Từng chiếc dấu anh như những bông hoa, đẹp từ trong nắng theo gió đưa hương trên con đường thầy cô vắng đi.
ngàn sao lấp lánh soi sáng nên thân bài ca em hát tiếng nhớ công ơn cô thầy dạy dỗ em nên người cô thầy dạy dỗ em nên người cô thầy dạy dỗ em nên người Phần trình bày của lớp chúng em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe. Chúc thầy cô 20 tháng 11 vui vẻ. Chúng em xin hết. Chúc cô một ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ, có được công việc thăng tiến.
là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để dạy chúng con được tiếp những năm tới ạ. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thi nha, nó cho chàng có tay to lên đi.